Tối qua, tàu SR412 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 đã đưa vào bờ thành công 3 thuyền viên bị ngạt khí ga trên biển. Cả ba nạn nhân này hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu và được chuyển gấp vào bệnh viện cấp cứu. Trước đó vào sáng cùng ngày, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin cấp báo tàu HT96706 đang đánh bắt hải sản ở vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 125 hải lý thì có 3 thuyền viên bị ngạt khí ga hầm lạnh và có khả năng nguy kịch đến tính mạng tàu SR412 có tăng cường hai bác sĩ và trang thiết bị y tế cũng được điều động tức tốc ra khơi ứng cứu trong điều kiện sóng to và đã tiếp cận được tàu HT96706 và đưa vào bờ. Các thuyền viên bị nạn gồm thuyền trưởng Nguyễn Văn Tân 36 tuổi, Nguyễn Tiến Đường 42 tuổi cùng quê xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Lợi 29 tuổi trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.